2, 3 Tiếp luôn. Cứng tài. Chưa có luyện ngón không? Chưa. Trước khi mà làm, trước khi mà đến hả, chào bài thầy, chưa có luyện ngón. Cùng với Mạnh Thiên Đô và Phi. Các bạn biết không, có một cái tác phẩm âm nhạc mà ai chơi đàn piano đều phải trải nghiệm qua hết, đó chính là For Elise của nhạc sĩ Beethoven, nhạc sĩ thiên tài người Đức. Và các bạn thường là đàn rất là trơn tru về nốt nhạc và tiết tấu nhưng mà vẫn không hay được. Ủa vì sao vậy không ạ? Có thể là bởi vì các bạn chưa hiểu nội dung nè, có thể bởi vì cái kỹ thuật ngón các bạn chưa tới nè, rồi màu sắc âm thanh các bạn tạo ra nè, đúng rồi, rồi sự tương phản giữa các đoạn, các câu nhạc nè, rồi hơi thở âm nhạc này, rất là nhiều thứ luôn. Nhưng mà với Happy Lessons của Mạnh Tino và Pepe thì các bạn sẽ thấy tác phẩm này nó dễ dàng hơn rất là nhiều thôi. Chúng ta hãy bắt đầu thôi. Sách ra nha. Đây, quyển sách có bài For Elise là quyển 50 Grades. 50 grades for the piano, 50 grades là cái gì? Đó, chúng ta hãy coi cái mục lục nào. Nên chúng ta sẽ làm bài For Elise nè, số 13. Trang 48. Rồi, trang 48 đây. Đây nè. Ô, thật nhiều quyển sách quá. Trời ơi. Lúc nào hả, mà anh cũng mạnh bạo như vậy hết trơn á, cho nhanh gọn lẹ đi đó. Đó, thì hả, Phi thử đàn là cái đoạn đầu tiên xin nè. Đàn được cái Pocomoto rồi đó. Pocomoto có nghĩa là mình càng lúc mình càng chuyển động hơn, đúng không? Rồi khi làm được cái gọi là PP. PP là gì? Là pianissimo, đúng không? Rồi, chúng ta có 38 có nghĩa là nhịp 3, đúng không? Có một ô nhịp có 3 phách mà mỗi phách là một nốt móc đơn, đúng không nào? Đó. Và những cái mà ví dụ như là những cái dấu lặn này nè mà mình gọi là rest đó, là Phi cũng nhấc tay rất là tốt luôn. Rất là tốt, anh muốn hỏi Phi là Phi có hiểu là vì sao cái tác phẩm này nó tên là For Elise không? Elise là ai? Gửi cho nàng Elise. Đúng rồi, gửi cho nàng Elise đúng không? Thực ra là không phải là cô ấy tên là Elise đâu. Mà cô ấy là ai đối với Beethoven? Kiểu như là người trong mộng, người tình mà thầm thương trộm nhớ, cái kiểu mà yêu đơn phương vậy đó. Đó mà không dám bộc lộ, ôi nàng ơi nói cái anh yêu nó khó quá. Đây là một bức thư tình gửi nàng Ellie chắc chắn rồi, nhưng mà thực ra theo nhiều giả thiết nói rằng đó, cô ấy không phải là tên Elise đâu các bạn. Cô ấy tên là Therese nha. Therese, Therese đó. Therese là bởi vì sao? Bởi vì người ta thấy được là ba nốt nhạc đầu tiên là gì? Mi trên thằng mi, hoặc còn gọi là mi dán mi đúng không? Đó. Nếu mà ký hiệu sẽ một cách viết tắt của trong thuật âm nhạc nó là gì? E-S-E. Thì E-S-E là những cái ký hiệu, những cái ký tự trong cái tên của người mà Beethoven thường yêu trọng nhớ, cô Therese. Và hát bài này nó đặc biệt là có một rất là nhiều luôn. Đó, nó giống như kiểu, ôi Therese, nàng ơi, ta yêu nàng lắm, nàng có biết không? Thì đây là một cái bản nhạc mà nó như là một bức thư gửi cho người mà ông rất là yêu thương bằng âm nhạc, bằng âm thanh như thế, rất là hay. Nên hả, các bạn vừa vào các bạn nhớ là cái đàn sao? Đàn giống như Phi đó, rất là nhỏ nha. Rồi Phi làm lại cái câu này lần nữa được không? No. Rồi bây giờ Phi nhớ nha, Phi nhớ là những cái nốt này nè, những cái nốt này là mình phải đàn nó nhỏ hơn nữa nha. Đó. Bởi vì sao? Bởi vì có nhiều bạn á, các bạn đàn nè.
các bạn nhấn mạnh quá nhiều so với cái nốt nhạc đó, so với cái gọi là cái pianissimo dành cho cái nốt nhạc đó, đúng không? Đó. Và mỗi cái nốt nhạc vậy thì chúng ta sao? Chúng ta sao? Chúng ta nhấc tay lên đó để chi chúng ta thở, đừng có giữ cái nốt nhạc luôn nha. Đó. Ok, nào lặp lại lần nữa nha. Rồi tiếp theo luôn. Mặc dù là chúng ta giữ pedal nhưng mà chúng ta sao vẫn phải nhấc tay lên, chúng ta hít thở đều, đừng có nín thở nha. Làm là mình phải luôn mình hít thở rất là đều, và đặc biệt là đối với những cái tác phẩm âm nhạc mà nó có nhiều dấu lặng á thì chúng ta phải thở theo những dấu đậm làm đó luôn, chúng ta hít rồi chúng ta thở đều đậm như vậy đó. Đoạn tiếp theo nhá là đoạn B. Đoạn B là một đoạn rất là thử thách bởi vì là nó có những cái câu chạy ngón mà nhiều bạn nghĩ rằng đó, chạy ngón thì có nghĩa giống như đàn bài luyện ngón, chúng ta phải đàn nhanh là xong cái đoạn này, không có đâu, nó cũng phải tạo ra được một âm thanh đẹp nữa. Bây giờ chúng ta nghe Phi Phi đàn đoạn B nha. Mình đàn nhỏ đúng không? Còn tay phải là cái tay giai điệu chính thì mình làm lớn lên là rất là tốt rồi. Nhưng mà đối với những cái câu nhạc này nè, Phi thử đi, Phi có thể là Phi sẽ đàn mà không cần cái pedal, ví dụ bỏ pedal luôn, Phi đàn bỏ pedal và Phi đàn hoàn toàn staccato luôn, thử cái nó sẽ nghe âm thanh nó khác đi. Đúng rồi, si do, đúng rồi. Legato có nghĩa là phi, đúng rồi, từng nốt một nó rơi như vậy đó. Rồi sau đó chúng ta là đúng rồi đó là đặt lại, cho nên mình sẽ đặt bên đây lại. Đúng rồi, cái chỗ này anh nghĩ là nên đặt lại đó. Đúng rồi đó, làm sao để cho cái đoạn này nó hay. Đúng rồi đó, khi mà chúng ta đàn một cái đoạn như thế này nè, chúng ta phải hát được cái ca giai điệu nha. Ví dụ như mở đầu bằng những cái nốt là gì, do 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 do, nó lặp lại bốn lần luôn đúng không, thì sau đó chúng ta phải làm được một cái crescendo đi lên đúng không, pam 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 da 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 da. Và khi mà chúng ta đàn, chúng ta phải hát theo được luôn. Bây giờ thì đỡ đàn riêng tay phải mà phải hát theo để đàn nha nha. Hai và do 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 fa mi mi de la 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 la. Đó, thì nào, mấy cái mà ni 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 nè, thì một cái nốt lớn và nốt nhỏ, một nốt thì sao xuống và nốt lên đó, được cái kia ni la đúng không, ni la đó, một nốt luôn luôn là lớn còn một nốt thì phải nhỏ lại, chúng ta không đàn hai nốt nó giống nhau như vậy, la 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 la, đúng rồi, đi tiếp luôn, ba 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 la, đúng rồi. Và đến chỗ này chúng ta không đàn pedal, chúng ta đàn thì có thấy là cái âm thanh đó nó đang đi lên không? Thì chúng ta sẽ làm gì? Làm crescendo lên nha. Nó được đó. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng như là đi từ xa, đi lại gần vậy đó. Đó.
thì âm thanh của nó là nó phải cuồn cuộn như vậy hết trơn á nha. Và cùng riêng cái tay trái của mình thì mình là nó mang tính chất gọi là gì, đó là bông bông bông, đó là phụ họa, nó cũng là nó làm cho cái sự gọi là giống như là cái sự hỗ trợ cho cái tay phải. Thì ví dụ như tay phải nó lớn lên thì tay trái chỗ này nó cũng sẽ phải rộ lên một tí xíu, bông 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 ba to to ta ba 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 to ta ta nha. Và đừng quên là thả lỏng tay nha nha. Đúng rồi, thả lỏng tay ra nào. Đó, bây giờ thả lỏng tay ra. Thì cảm giác là giống như mình được hỗ trợ. Có nghĩa là ví dụ hỗ trợ nghe nó mềm mại thôi, nhưng mà khi không có là mình chỉ có dùng những cái ngón tay để mình tạo màu sắc. Đúng rồi. Đó nên nó sẽ là một cái sự làm cho mình giòn hơn. Và nhớ nha, và thải lỏng ra. Và khi mà Phi đàn những cái câu mà crescendo thì có thể là sẽ phải chuyển động theo cái chiều kim đồng hồ nè, thì chuyển động như nè đó. Phi cho người của mình á, nó di chuyển tay qua trái qua phải, trái qua phải như vậy. Có chống mặt luôn mà hả? Không có đâu, không có chống mặt ở đây luôn sao là gì mà mức độ mà chống mặt nè. Chống mặt là khi mà Phi xoay quá nhanh. Còn này là Phi xoay một cách rất là đều và nhẹ nhàng như vậy. Đó. Mình nhớ là xoay tự nhiên thôi nha, chứ cố tình xoay là hơi bị phải. Đúng rồi, và mở cái cánh tay ra, mở cánh tay ra, cái vi đàn nè. Đó. 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 Lớn lên, lớn lên. Sau đó nhỏ lại. Đúng rồi, tiếp luôn, tiếp rồi. Đều lên, giống như mình đang là đàn tranh vậy đó. Đó. Tay này rồi tay kia, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Giờ đó, tay này tay kia nó lên như vậy. Đó, rồi sau đó chúng ta quay trở lại. Quay trở lại đúng không? Và quay trở lại thì anh nghĩ là tính chất là giống y chang như vậy, đừng thay đổi gì hết đúng không? Mình đừng có thay đổi gì hết, mình cứ đàn cho nó bình ổn, nó rất là kiểu nhẹ nhàng và chill vậy thôi nha. Rồi nhưng mà hả, có một cái điểm mà anh cảm thấy rất là thú vị là mấy cái chỗ này nè đó, mấy chỗ mà mì là mình có thể là lên cái nó cuối cùng á, mình nhấc lên cao luôn và mình giữ ở đó, giữ đó mãi mãi luôn. Mình không cần phải theo nhịp, mình phải không phải bay ngược trở lại nhanh, mà chúng ta có thể là mì nè, mì thử đàn cái câu đó đi. Đúng rồi, đó, rồi. Đó rồi nhìn vào tay mình nói gì? My hands so beautiful. Tay mình thật là đẹp. Đi tiếp. Rồi sau đó tiếp quay trở lại. Đúng rồi. Đó. Là nhắm mắt lại luôn. Đó. Cái nào mà đã quen rồi. Các bạn là ví dụ mà đàn tốt á, các bạn có thể nhắm mắt lại đàn như TV luôn. Đó. Không cần. Ê bạn ơi, không có xì đô đi mi. Cái này làm gì có xì đô đi mi đâu. Không. Không. Đi mi thì không có hả? Lộn rồi. Đó. Bởi vì kêu nhắm mắt. Mi đây. Đúng không? Rồi sau đó là qua cái đoạn C luôn. À, Phi lên thấy âm nhạc cái đi luôn. Hay quá ha. Thì chúng ta qua cái đoạn C nha. Rồi đi đoạn C đi nào. Sorry. Đúng rồi. Đó. Giờ là cái đoạn này đoạn C nha. Cái đoạn nó phát triển. Nhanh quá. Mi re mi re mi si re thì nó phải là vậy chứ. Cái chỗ này nó nghe nó hơi bị rock ha. Nó hơi bị rock ha. Giống y tiếp quá, bạn ơi. Bạn mà đàn sao giống y tiếp quá. Đúng rồi. Hãy nhớ một cái điều nè, nhớ đây nè. Khi mà những cái nốt mà nó giống nhau á, lặp lại á, giống nhau thì chúng ta sẽ phải đàn khác nhau. Ví dụ nha, ví dụ như là thì đó. Và thứ hai nữa là chúng ta là lặp lại một nốt, chúng ta không đàn một ngón đúng không? Chúng ta sẽ đàn ngón 3 2 1 3 2 1 hay là 1 2 3 1 2 3 tùy. Nhưng mà giờ em quen 3 3 3 3 luôn mà sao mà? Bây giờ sửa đi. Đúng rồi. Tại vì ba cái ngón tay của mình á là mỗi ngón nó sẽ có một cái lực khác nhau. Nha. Ví dụ như là 5 ngón tay của Phi á thì Phi nghĩ có ngón nào mạnh nhất? Ngón 1. 1, ngón 2, rồi sau đó nó theo thứ tự. Ngón mấy là yếu nhất? Ngón 5. Đó, thì vì đàn 3 2 1 thì giống như kiểu nó sẽ làm
cho cái âm thanh của mình đó nó có nhiều màu sắc khác nhau. Chứ bây giờ một ngón nhìn nè, thứ nhất là nó nhìn nó không được thẩm mỹ, thứ hai nữa là đúng rồi. Thế là ví dụ như những cái tác phẩm mà nó đồng nhanh hơn như thế này nhiều thì sao? Đó nên là mình phải nhớ cái đó nha. Bây giờ chúng ta hãy cùng xem lại cái ngón tay của mình nè. Lớn lên, nhỏ lại, nó tạo ra sự cuồn cuộn trong âm nhạc. Đó, rồi, đó, giờ thử thằng lại cái trái đi. Cái trái thôi. Rồi. Đúng rồi. Nhớ cái đó, nhưng cái đó chưa hết đâu nha. It's not enough. Còn tay phải nữa, nhớ cho anh cái tay phải này nữa nè. Khi mà phi đàn á, hoặc là phi hướng dẫn cho các bạn á, là những cái nốt ở trên cùng là những nốt rất là quan trọng luôn. Chứ mình không phải mình chỉ đàn mà nó phải là do re re no 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 re no ti la 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 do ti la. Đó nên ta phải là ca sĩ đâu, ta phải là hát vocal coach đâu, còn không cân cổ. Đó, cái vị đàn nó này xong mình lá lá lắc như vị đàn 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 bầu vậy đó. Đó, rồi mình hãy cho xem gần lại nha. Xem gần lại đây nè. Đó, để xem nè. Đó, mình lắc 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 nhớ nhìn này, lắc để mình bám trụ vào cái nó nhạc đó chứ không có tác dụng gì hết. Thử không? Ôi ngón luôn. Đúng rồi, ngón nào cũng được, thoải mái. Đúng rồi, đã lắc lắc lắc. Rồi tiếp theo. Đúng rồi, đây, mình đang tập mà. Đó. Này là bình thường đúng không? Nhớ nha, những cái nó phụ quá mình ngắt ra liền luôn. Đúng rồi, đó mình bỏ hát. Đúng rồi đó. Yeah. Hai nó thì dễ, hơn. Rồi cũng lắc luôn hả? Lắc luôn bạn ơi. Đó, bạn lắc đi bạn. Rồi tiếp theo luôn. Đây nè. Đó, đúng rồi. Lắc 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 lắc. Lắc 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 lắc. Đúng rồi, được tiếp theo. Nơ hai, nơ một hai ba, một hai ba, một hai lăm, tâm hai ba. Tiếp luôn. Cứng tay, chưa có luyện ngón không? Chưa. Trước khi mà làm, trước khi mà đến hả, trả bài này, chưa có luyện ngón, thấy chưa? Đi ngược ra.
đồ. Ủa, tại sao mình không đi tu mà là phải đi ngược nhỉ? Đúng rồi, mình phải tập nữa. Và cái chỗ này bên nào là si lên ta pom 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 pom. Đó, đó, cái đoạn này vậy là xong rồi đó. Giờ mình đoạn lại là lần nữa nhá, là từ đây nhá. 2, 3, từ nhỏ đến lớn nha, nhớ nãy giờ. Lên, lên. Để nó làm cho cái tiếng đàn của mình nó như tiếng hát, nó phải đẹp như tiếng hát gì đó. Tốt hơn hết là vừa đàn vừa hát là hay nhất nha. Rất là tốt, good job, good job. Nó không phải là dễ dàng trong cái việc là chỉ có biết nốt và tiết tấu thôi đâu các bạn, mà nó còn rất là nhiều thứ liên quan nữa. Và đặc biệt là khi mà các bạn hiểu được cái tác phẩm này nó nói về cái gì nha. Ví dụ như đây là bức thư tình của nàng Elise đúng không? Yeah. Nàng Therese. Hay là một cái tác phẩm nào đó nó nói về một cái cuộc diễu hành, hay một cái tác phẩm nào đó nó nói về một cái tình yêu đó, đôi lứa đang yêu nhau thấm thiết, rất là lãng mạn, rất là nồng nàn, thì các bạn có thể hiện ra được qua âm thanh mà mình muốn nha. Đó, thế thấy sao? Thế thấy trải nghiệm với bài playlist của em như thế nào? Dạ, tự nhiên mình thấy là nó có quá nhiều màu sắc luôn á nha. Đúng rồi, rất là nhiều cái để mình có khai thác nha. Và không phải là dễ dàng để mà có thể hiểu được hết. Như thế này thì chúng ta có thể chúng ta phải lại tập được đi luyện lại rất là nhiều lần như thế. Mà như khi hiểu lại cảm thấy bài này nó hay hơn rất nhiều luôn. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng với Lê Mạnh Kino và Phi. Và cảm ơn các bạn là hy vọng rằng là những cái tác phẩm âm nhạc này cũng như là những cái happy lessons của Lê Mạnh Kino và Phi sẽ giúp cho các bạn có thể đàn hay hơn nữa. Hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau nha. Hãy nhớ đến với happy lessons cùng với Mạnh Kino và Phi nha. Bye. Rồi.